Chào các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Thánh, chương trình được minh họa theo sách Kinh Thánh, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta là thế nào. Nào chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Kinh Thánh, đây là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử loài người. Sách khám phá những câu hỏi lớn về việc tại sao chúng ta lại tồn tại. Nó đã truyền cảm hứng cho nhiều người để làm những điều tuyệt vời. Và nó cũng khiến cho nhiều người bối rối. Rất có thể bạn cũng có một cuốn Kinh Thánh nằm ở đâu đó xung quanh mình. Vậy, Kinh Thánh thực sự là gì? À, Kinh Thánh là một tập hợp các cuốn sách được viết theo dòng lịch sử của người Israel cổ. Và theo một ý nghĩa nào đó, họ cũng giống như bất kỳ nền văn minh cổ đại nào khác. Nhưng giữa vòng họ là một loạt những người được gọi là các nhà tiên tri. Và họ luôn xem những câu chuyện của Israel là vô cùng phi thường. Họ coi đó là trung tâm của những gì Đức Chúa Trời đang làm cho loài người. Và những nhà tiên tri này là những người thiên tài đúng nghĩa. Thật vậy sao? Đúng vậy đó. Họ sử dụng thuần thục tiếng Hebrew để viết nên những câu chuyện sử thi, những bài thơ vô cùng phức tạp. Họ là những bậc thầy về ẩn dụ, kể chuyện và họ tận dụng tất cả những điều này để khám phá những câu hỏi phức tạp nhất của cuộc sống về cái chết và sự sống và về những tranh chiến của con người. Vậy nên có rất nhiều triết giả khác nhau cùng viết cuốn sách này. Đúng vậy, và những kỹ thuật này được viết trong suốt 1.000 năm, bắt đầu với dòng dõi của Israel tại Ai Cập và sau đó là đến vương quốc của họ với đền thờ đầu tiên. Nhưng cuối cùng họ bị người Babylon đánh bại, những kẻ đã bắt họ chịu cảnh lưu đày. Sau đó, tại một thời điểm quan trọng trong dòng lịch sử của họ, rất nhiều người Israel đã quay trở lại mảnh đất của mình. Họ xây dựng lại đền thờ thứ hai, họ tái dựng lại danh tính của mình. Và đây là thời điểm Kinh Thánh Do Thái bắt đầu và thành phiên bản mà chúng ta biết đến ngày nay. Kinh Thánh Do Thái, trong đó có gì nhỉ? À, trong tiếng Hebrew, nó được gọi bằng từ viết tắt là Tanakh. Chữ Tờ là từ viết tắt của Torah, đôi khi được gọi là luật pháp. Đó là năm sách gồm những câu chuyện nền tảng của Israel. Chữ N viết tắt cho Nevi'im trong tiếng Hebrew có nghĩa là các tiên tri. Và phần này trong Kinh Thánh bao gồm các sách lịch sử kể lại câu chuyện của Israel từ góc nhìn của các tiên tri. Và tiếp đó là các sách thơ của chính các tiên tri. Chữ K viết tắt cho Ketuvim trong tiếng Hebrew có nghĩa là kỹ thuật. Đây là một bộ sưu tập đa dạng của các sách thơ văn, sách khôn ngoan và các câu chuyện. Và người Do Thái tin rằng thông qua những sách văn chương này, Chúa phán với dân sự Ngài. Bây giờ cũng có những kỹ thuật Do Thái được viết ra trong thời kỳ đền thờ thứ hai này. Phải đó, có những kỹ thuật vô cùng đa dạng và chúng cũng được đánh giá cao cho cộng đồng Do Thái. Và có những cuộc tranh luận từ xa xưa về việc liệu một trong những kỹ thuật này có được trở thành một phần của Kinh Thánh hay không. Vậy, có rất nhiều những kỹ thuật khác nhau được viết trong một khoảng thời gian rất dài. Sao họ lại kết hợp tất cả chúng lại với nhau như thế này? À, cùng với nhau, những cuốn sách này kể lại câu chuyện sử thi về việc Chúa làm việc thông qua những con người này như thế nào để đem trật tự và cái đẹp đến với thế giới đầy rối loạn của chúng ta. Và nó xây dựng nên hy vọng về một người lãnh đạo mới, người sẽ đến và làm mới tất cả tạo vật. Và rồi Tanakh kết thúc, còn người lãnh đạo này không bao giờ đến. Vậy đây là một tác phẩm được chăm chút kỹ càng mà lại thiếu mất cái kết sao? Chính xác như vậy đó. Sau đó một vài thế kỷ, một tiên tri người Do Thái xuất hiện trong câu chuyện tên là Giê-xu người Nazareth. Ngài tuyên bố mình sẽ tiếp nối câu chuyện Tanakh. Đúng vậy, chúng ta có Chúa Giê-xu, Ngài đã làm rất nhiều điều thú vị, rồi bị giết. Nhưng những người đi theo khẳng định rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Đúng thế, họ nói rằng Giê-xu chính là người lãnh đạo đã được chờ đợi từ lâu. Ngài đến để phục hồi thế gian. Và những tín đồ đầu tiên được gọi là các sứ đồ, họ viết những kỹ thuật mới về câu chuyện của Chúa Giê-xu. Họ gọi đó là tin lành hoặc phúc âm. Họ đã viết một sách có tên là Công vụ các sứ đồ, nói về việc phong trào Giê-xu đã được lan ra ngoài Israel. Và sau đó họ gửi đi các lá thư đến những cộng đồng tin Chúa Giê-xu khác nhau trên thế giới lúc bấy giờ. Và họ coi những kỹ thuật này là một phần của Kinh Thánh. Đúng vậy, các sứ đồ đã viết tất cả những điều đó để hoàn tất câu chuyện sử thi chúng ta thấy trong Tanakh. Và họ lại tiếp nối truyền thống văn học xuất sắc của người Do Thái. Họ cũng tin rằng Đức Chúa Trời phán với dân Ngài qua những kỹ thuật này cùng với Kinh Thánh của người Israel. Đó chính là Tân Ước và Cựu Ước. Nhưng những cơ đốc nhân đầu tiên nghĩ gì về các kỹ thuật thời kỳ đền thờ thứ hai? À, mỗi nhóm lại có những cái nhìn khác nhau về những sách này. Nhưng chúng ta biết rằng họ đã đọc chúng và đánh giá cao những kỹ thuật này bởi họ truyền chúng lại cùng với Kinh Thánh Do Thái. Vậy chúng ta có Tanakh, Kinh Thánh Do Thái, chúng ta có kỹ thuật thời đền thờ thứ hai và sau đó là kỹ thuật của các sứ đồ về Chúa Giê-xu. Vậy là có rất nhiều tài liệu. Vậy trong Kinh Thánh của tôi có những gì vậy? Phong trào cơ đốc đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau trong hơn 2.000 năm qua. Từ ban đầu, mọi cơ đốc nhân đều công nhận Tanakh và các sách Tân Ước là Kinh Thánh. Và trong nhiều thế kỷ, nhiều kỹ thuật thời đền thờ thứ hai được đọc như một phần của truyền thống Kinh Thánh. Cuối cùng, Hội Thánh Công giáo cũng chính thức hóa những kỹ thuật đó và gọi một vài sách trong số đó là các sách thứ kinh. Một vài hội thánh chính thống thậm chí sử dụng nhiều hơn các sách trong thời kỳ đền thờ thứ hai. Và đến những năm 1500, trong suốt quá trình cải chính, những cơ đốc nhân tin lành muốn quay trở lại với những ghi chép cổ nhất của các tiên tri và các sứ đồ. Vì vậy, họ chỉ chấp nhận Tân Ước và Cựu Ước. Được rồi,
Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Nhưng làm thế nào mà tập hợp những cuốn sách được viết ra trong khoảng thời gian 1.000 năm bởi rất nhiều triết giả khác nhau lại có thể kể về một câu chuyện thống nhất như vậy? À, đó là câu hỏi chúng ta sẽ trả lời trong video tiếp theo. Các bạn xem hãy ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ video này trên mạng cộng đồng để nhiều người được biết Chúa qua chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các video đặc sắc tiếp theo.